còn thơ công ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người hỡi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, ở trên đời nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta uống nước nhớ làm con phải. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Những đêm trường xa lạnh.
và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng. Tham văn nghe công văn văn đề tham gia tứ đề công văn tứ đề ra đồ thượng hành chứng đề bồ chư đề tam hải từ tổ công chư bồ tát vô từ thượng hành chứng bồ nhân ni đề đề tâm ni bồ tát thanh nhẫn về đồ và cô nhân từ nay đi bài ngài cô bài ngài công vô yêu công bố em ni niệm nam mong được kiểu kinh niết bàn tâm tề trừ phật ti văn nhã ba na bát ta cô đăng cái đại tăng chủ thì đại minh chủ thì vô thượng chủ thì vô đẳng đẳng chủ năng chư nhã thì cô chân đa tăng yên đề bồ đề tát bà ma văn nhã ba na bát ta yên đề yên đề tăng la tăng yên đế bồ đề tát bà ma văn nhã ba na bàn ta đề từ chúng ta tăng trở chi chính nhâm ni dài hồi chi tạo kiến nói cứ đoàn kỳ không nhâm ca cứ đoàn đề cái về kêu thông tỷ kỳ đề trần luôn như nã chỉ là cố thân trùng trùng bậc trên bát cảnh đại tam đại cổ công nguyên chư phật bồ tát có ba thiền thần tinh tấn tuệ đề từ chúng đang ngồi hướng tâm nguyện từ mình gần phật năng ngồi chủ tài ở vị trên đồ tài tu âm tinh chư phật không viên tâm giữa cả là thế chí bồ tát niệm và trưởng đại thế chí bát phương tư tư kỳ đồng văn ngũ tâm ni bồ tát tự tâm và cài định đề phật tự chiếm nhà về phát bì và tham an niệm và tham bồi thế như uốn nhân nhất chân vi nhân nhân chân mong như thì nhân nhân phương như lai mất niệm từ nhà từ ra đại từ nhà biết từ nhà từ ra thanh biết trong con thanh nhất nhà bản thân địa thì làm bà tam gia vô thanh nhất kim mê từ giờ nhập nhập vật nhân quy tịnh phật ngộ vô sinh bất thoái bồ đề giới đại từ đại bi tiếp ma dân đại từ đại bi tiếp ma dân đạo sơ a di đến đây là viên mãn. Một lần nữa gửi lời thân yêu sâu sắc tới gia đình Tăng Quyến và nhường cho ban tổ chức Gia Quyến kiện thành lễ tạ tam bái. Sinh cư tử khi sống ở cõi trần, ông sống vui cùng gia đình con cháu. Nay ông mãn cảnh trần về nơi cõi thọ, tìm gặp các bậc gia tiên thuở trước. Theo gia lễ gọi là một chút đáp đền công đức sinh thành của cha sơn hải cao thâm. Có lẽ các con chưa nghĩ đến công việc đại sự phải lo, các con những mong ngày thêm rộng, tháng thêm dài, để một mai được phụng dưỡng đáp đền
công sinh thành của cha cao sơn vời vợi. Các con đâu có ngờ đây lại sớm phải mang những vành khăn tang nặng thương nặng nhớ. Ôi than ôi gió thổi nhà thung mây u sầu về che cõi tử. Dáng hình người một mai vắng vẻ. Các con trên đời đã mất một người cha. Âm dương từ nay đôi ngả xa vời. Mây phủ núi trông càng đau đớn nhé. Nhìn linh vị cha lòng con đau như cắt, như sát muối lòng trăm mối vò tơ. Than ôi cách trở sao mờ nam cực, lỡ làng khôn kịp tỏ tâm tình. Mịt mù giao khóa giao trì, xui khiến phải trăng vì số mệnh. Cha cùng mẹ đang sống vui trong cảnh gia đình phụ tử tử hiếu. Nay cha đi xa, cháu con ở lại âm dương đôi ngả đôi đường. Cha đã về với các bậc gia tiên. Giờ khâm niệm nhập quan cho cha, trống đã điểm hồi tạc. Theo phong tục cổ truyền của người dân ở nơi đây, lễ nhập quan do nhà sư hay ông thầy điều chỉ. Ý tưởng là để tẩy trừ trùng tà ám khí, để cho thân xác được tiêu sinh tịnh độ, thần hồn được thoát hóa nơi thiên cảnh bồng lai. Và cũng mong cầu cho hồn thiêng luôn phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia quyến được yên bình hạnh phúc. Giờ khâm niệm nhập quan với phong tục người Việt Nam ta, đây là giờ phút có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. Bởi đây là khoảnh khắc người thân bước sang một thế giới mới xa khác hoàn toàn của vũ trụ thần linh. Để rồi một mai khi cốt người thân sẽ hóa về nơi cát bụi hoang sơ. Chính vì vậy mà lúc này ai cũng muốn có mặt để được nhìn dung mạo thân thương của người cha, người anh em, chú bác của mình lần cuối. Đã bao lần con muốn nói với cha rằng con yêu thương và kính trọng cha biết nhường nào. Nhưng chẳng bao giờ con tìm được cách thổ lộ hết lòng mình. Cha ơi, món quà này con gửi đến cha thật nhỏ nhoi, thật giản dị, chẳng bao giờ sánh được với món quà đẹp nhất mà cha và mẹ đã dành cho con. Đó là cuộc sống và tình yêu bao la mà cha và mẹ đã đặt vào trái tim và tâm hồn con. Con cứ muốn ngân mãi lời hát lòng cha và ơn nghĩa sinh thành để gửi đến cha, đến mẹ, đến những ai đã nuôi nấng trái tim và tâm hồn con. Cha ơi, chúng con đâu còn được gặp dáng cha như xưa. Đau sẽ lòng con từ nay cội nam cảnh bắc, ngày chảy sáu khắc đêm vắng năm canh. Tưởng bóng cha kính yêu thoáng hiện ngoài mảnh, tưởng dáng cha hiền đã về qua màn hương khói. Hiền mai nắng rọi vào ngẩn da ngơ, hết đợi thôi chờ nắng hồng giá lạnh. Bùi ngùi ngắm cảnh tuôn rơi nước mắt đôi hàng. Ôi thương ôi, trách cao xanh sao khéo hẹp hòi, cơ một chút đời sao mau mắn nhé. Các con những mong ngày thêm rộng, tháng thêm dài để phụng dưỡng cha, bỏ công ơn áo nặng cơm dày.
đồ thôi y đâu đã lạ lùng thay, càng cám cảnh khi đầu tang tóc chế. Ai xui nên nỗi này, nỡ để con dày nhớ mãi mong. Cha ơi, chúng con nhớ cha trong buổi xuân xanh, ơn cha đạo cả sinh thành, đêm ngày dạy dỗ đường ăn lối ở. Việc cửa việc nhà lại lo bề nghi thất nghi gia, cho sum họp chúc may bạch đoá. Chúng con nhớ chữ cương thường đạo cả, lòng những lo hiếu thảo đền ơn. Nết kiệm cần hằng giữ sớm hôm, may mới được ra đường cơ chỉ. Cha ơi, cảnh gia đình đang hòa hiếu chung vui đầy sân hòe quế, thì bỗng đâu một cơn gió cả chút bẻ nhành mai, làm hoa lìa cây rụng cánh rối bời, làn én lìa đàn kêu xuân vỏ võ. Chúng con những mong cha thêm trường thọ, dìu dắt chúng con khuyên nhủ nên người. Ai ngờ trăng lặn sao rời, cha vội về Tây Trúc. Đau quặn xé lòng con cháu, không gian mịt mờ hương khói, trong ánh sáng của những hàng nến lung linh mờ ảo, trong điệu nhạc lâm khúc bi ai nức nở xót thương. Mời một vị đại biểu đại diện cho nội tộc họ Nguyễn lên thắp tỏa hương cáo yết gia tiên yết chỉ tổ đường. Vậy bái tăng trân trọng cũng mời yết gia tiên yết chỉ tổ đường, bái tăng trân trọng cũng mời. Lễ cáo yết tổ đường bốn đế vô cô cùng bái. Rộng mênh mang này đã qua con cháu tổ tôn nối dòng tổ ngược, chúng con bảo hỏi cha nếu thiệt điều hơn nước mắt hai hàng, thương dầu lòng mà tháng thương rẻ đông sàng, thương tâm tiếc bạn nàng sống quê hương nay cha thác quan trần, cả gia đình thương tiếc nay chúng con tiếc lập linh sàng. Tuần là thế phát tăng đền là ơn là đắp ma nghĩa cùng tuần sơ yến lễ trong ma tiểu. Kính mời con trai trưởng của ông lên dốc tuần trợ đồ. Sách nhà Phật có câu: ly khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh làm cả cuộc đời không ai khổ bằng cha mình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kính công cha, tần tảo sớm hơn mẹ nuôi chúng con khôn lớn, mang nặng cả tấm thân gầy cha che chở đời chúng con. Toàn rượu đầu cả nhà theo con cha trưởng của ông đáp nghĩa trên đường hôm hai đấy. Ô hô cô cô nhẹ bay.
cha vợ ở chiến dưới lòng thành. Chúng con trai dâu gái giờ hốt chúng con quỳ trước linh sàng khóc mà than ngà rằng làm bậc mà sao thì mê tỏa trách lần tạo sao khéo cho ngươi để đến nỗi bác tường phải âm dương đôi ngà lòng sâu cháu lòng bên thân người tờ nhân ngày tháng vui không cha bằng bé nước mẹ tưởng non về nỗi người con từ khi cha mất cho đến bây giờ chúng con tỉnh bật nghĩa trọng cả quân thế nhân tình tờ độ lòng năm mà cùng còn á ước thế trong ma tiểu tập là hỡi cha ơi, cha mẹ ân thâm tựa đất trời, nuôi dạy chúng con từ tuổi còn thơ, mà trong nó dài màu nay chúng con khôn lớn được bằng người. Giờ đây có cuộc sống thanh nhàn, nhà cao cửa rộng sao cha không ở, để cho chúng con đền đáp công ơn cao dày. Giờ này trước cửa con của ông nhị tuần áo tuần diệu thứ hai cả nhà đăng nghĩa chư đương hai lễ. Của bà cô công nhẹ bái hôm dương gói ngã xa xôi động lòng vọng nguyệt bồi ngồi nhớ thương chỗ trần có xưa ai ai tòa cờ hôm dương đã có thờ xưa chập trùng con nắng con mưa ngắn dài là số sống chưa bởi nga trời tăng tập trung là tuần trường thứ ba cả nhà theo quan sát trưởng của ông đáp nghĩa trên ông hai đế bồ bồ cô công nghệ ba vương bình tân kính mời cả nhà mình đứng dậy để nhà khai tang. Xin thưa là vũ phục chi nhân là những người có long tang các phục kỳ phục phát tang tại chỗ. Tam ni chi tang là bà quả phụ cũng như các con trai dâu con gái để ba long tang. Tiểu phụ nhất đây chi tang là con rể anh chị em ruột con chú của bác ruột để một năm tang. Kiểu người chi tang con cô con cậu con bác con rể để chín tháng tang. Ngũ người chi tang là cháu cô cháu cậu cháu bác cháu rể để năm tháng tang. Tim ma phục tăng người phụng trời tổ đồng nội tộc để ba tháng tăng. Về nghi thức tuần tế phát tăng đền ơn đáp nghĩa cho thân phụ nhà tăng của đoàn nhà kiếu đã được cử hành trung viên hòa tất. Và sau đây kính chuyển tới đại diện cho ông đại diện cho nội tộc Hoàng Nguyễn để lên phát tăng cho vợ con cùng anh chị em thân quyến của ông Nguyễn Văn Việt chiều ngày hôm nay. Về phát tăng cho trọng mời. Thưa Vọng Ninh, ông Nguyễn Văn Việt, kính thưa các ông các bà, họ hàng nội ngoại và gia đình tang tổ, cho phép tôi thay mặt cho dòng họ xin phát tang, xin mời anh chị em con cháu thân quyến với ông Việt để nhận khăn tang. Sau đây là xin mời. Gia đình ông Thái xin mời gia đình tứ đoàn. Xin mời gia đình ông Giang. Gia đình Bắc Bích
Xin mời gia đình đại diện bất chính. Gia đình anh Thiên Niên đâu? Gia đình chú Nghiệu. Xin mời gia đình bác Thọ. Gia đình bà Cầu. Gia đình ông Nghĩa. Gia đình chú Nghiệu. Nghiệu ơi. Gia đình anh Khởi Vĩ. Gia đình cậu Mạnh ở Đương Xá. Xin mời gia đình bà Nga. Xin mời gia đình ông Dũng. Dũng thôi đấy. Gia đình bác Bích Thản qua đây. Ở đây có cái chỗ mà gia đình bếp anh Long thì ai? Ở đây có ghi đây bếp ông Hải thì lại. Bếp nhà chú Bích Thản. Có ông có bà họ hai họ hàng đối ngoại thì do cái việc phát tang thì cũng không được đầy đủ cái chúng tôi xin phép là mời nếu mà anh em con cháu mà liên quan đến gia đình ông Việt mà ấy thì cũng xin mời là đến đây là nhận và có thể là cho về gia đình sẽ gửi ở đây thì nó không đủ. Thật là trắng những khăn tang, trắng mái đầu, trắng màu áo trắng, trắng thương đau, trắng màu nắng mới bên hiên vắng, trắng cả chiều hôm, trắng đêm thâu. Hỡi ôi kiếp nhân sinh 36,000 ngày, nào ai tránh khỏi dã bỏ cõi trần, cha về với âm cung. Giờ vẫn biệt lệ rơi đầm nước mắt, phút chia ly đau thắt con tim. Âm dương đà cách trở đôi nơi, cha nằm yên nghỉ thành thơi, một vần sau cuối viết lời tiễn đưa. Nghĩa chân thực nặng ân tình, thắp tuần hương mong bái phúng vong linh. Mất cha, nỗi đau ấy đúng là tận cùng của nỗi đau, nhưng mà ai có thể chống lại được vòng quay của tạo hóa đâu. Thế là từ nay dưới vòng trời này, quê hương mất đi một công dân mẫu mực, dòng tộc mất đi một thành viên ưu tú, con cái mất đi một người cha vô cùng tôn kính. Cỏ cây hoa lá và cả mảnh vườn này cũng mất đi hình bóng người bạn tri âm tri kỷ. Ngao ngán cuộc đổi thay dâu bề, rụng rời cơ chia rẽ âm dương, làm cho đau đớn thảm thương. Vừa đây sao đã đoạn trường, Quan Âm Thế Chí dẫn đường, hiện thân chứng giám cảm thương.
tăng trân trọng tiếp thổ và kính mời đại biểu của đoàn đại biểu nội tộc Hòa Nguyễn Văn. Trân trọng kính mời đoàn ra hoa lễ về trước với rằng các thầy luôn đặt hoa lễ biếu ban tổ chức tăng trân trọng kính mời. Ban tổ chức tăng trân trọng kính mời. Đền nội đồng ngàn năm lưu luyến tử tình còn mãi mãi không quên. Đã biết là vợ trong những mời có đại toàn vô cùng tiêu tiết các lãnh nhau trồng Vĩnh Việt Phước Chia Lê quan tổ chức đăng trên đồng những mời. Sau đây biết là vợ trong trả lời của rất... Và trong kính mời của ông Trần Hoàng Trung. Tổ tổ tổ. Sau đây của gia đình chủ nhiệm cùng các con cháu được ở trong trả lời của gia đình Tam Quyến xin chân thành cảm ơn. Tổng thư kiếu chức nên rằng sống thăm thắp kiếu mò hàm có nhau. Sau lưng của gia đình cô mát ở Vũ Thái. Tiếp theo là bước ảnh ở tháng 4 của mình. Tổng thương thay đổi những việc phức tạo tổ trong nhớ ngàn thương. Lễ viết được rồi xong. Tình sâu cầu